Rồi, tôi sẽ hướng dẫn độ bách quả của cái modem này ha. Modem này là modem 4G. Sau khi mình đã gắn cái sim vô đây, gắn cái sim vô đây thì hiện tại ở đây là nó có cái chiều của cái sim, thì mình phải gắn đúng chiều của cái sim. Thứ hai nữa là nhấn nút nguồn. Cái thứ ba nữa là mình sẽ cắm cái cấp điện cho nó qua cái cục adapter đi theo nó đây. Và cái thứ tư là mình sẽ cắm một cái sợi dây len qua cái laptop của mình. Và laptop của mình vô đây rồi thì khi mà cắm sim vô rồi, sim của mình thì nó phải có cái, nói chung là sim của mình là gắn vô điện thoại là có dữ liệu 4G rồi nha, mới gắn vô đây nha. Chứ sim mua về chưa kích hoạt là gắn vô là nó không nhận nha. Đó, đây ha, đây là tình trạng bình thường của nó, là nó sẽ có mạng internet đây, nó báo sim đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ lên trên, mình sẽ mở máy tính lên ha. Rồi mình sẽ gõ cái địa chỉ IP của nó ha, http://2. Không trước khi trước đó thì mình phải chỉnh cái cạc mạng của mình ha, chỉnh cạc mạng của mình đây, chỉnh cạc mạng của mình, vô máy tính phải chỉnh cạc mạng của mình là để là 192.168.1.3 đi ha, chấm 2 đi, tại địa chỉ của cái cục này là .1.1 ha. Rồi mình nhấn apply, nhấn ok. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái trình duyệt internet này lên. Rồi. Ở đây để mình coi lại cái này coi. Mở trình duyệt internet lên ha. Khi mà chưa có sim á thì mình phải đổi cạc mạng của mình nha. Rồi hiện tại bây giờ thì mình đã gắn sim vô rồi, thì cạc mạng của mình là nó sẽ tự động là nó nhận tín hiệu internet ha, nhận tín hiệu internet này, đây nhận tín hiệu này, đây ha, đây nó có kết nối rồi, đây ha, có kết nối rồi, địa chỉ IP này, đây ha, rồi nó có kết nối rồi, địa chỉ IP này .2 này ha. Rồi rồi mình mở trình duyệt IR ra, hướng dẫn đổi wifi ha, đổi tên wifi http://192.168.1.1 nha. Rồi nhấn enter này, rồi nó sẽ vô trong cái trang cấu hình của cái modem này, thì mình chọn cái ở đây là mình chọn dòng tiếng Anh ha. Rồi ở đây ở sau cái modem này nó sẽ có cái password mặc định của nó. Đây, đây là cái dòng password mặc định của nó, IP657 này. Bây giờ mình nhập vô này, IP657 này, 657 636. Rồi mình nhắn ok, mình nhắn log on ha. Rồi ở đây thì nó sẽ vô trong cái trang gọi là trang cấu hình của cái router ha. Rồi bây giờ để đổi bắt wifi thì mình sẽ vô trong cái phần mà advanced, không phải, chờ mình chút ha, là mất tiêu rồi. Đây vô trong cái phần mà gạt Ray Sting. Rồi gạt Ray Sting ha. Rồi ở đây mình sẽ chọn cái dòng là VLAN Sting. Rồi hiện tại cái VLAN này để cấu hình được cái tên, cái này là cái tên wifi này, tên wifi này hiện tại là nó đang ẩn cái tên wifi này đi. Bây giờ cái tên wifi mặc định của nó là trên cái cục modem là nó là cái tên này, và cái password là cái password này ha. Ở đây tên wifi đây, đúng chưa? Đó, tên wifi VLAN 1 này, password này, thấy không? Rồi cái dưới là serial number ha.
Rồi bây giờ mình sẽ nhấn cái nút là enable cái này lên, chỉnh cái này là cho nó lên là 100% đi ha. Rồi change, rồi cái một cái này mình apply nó một cái đi, sub nó một cái này ha. Nó đang reboot lại. Mình chờ nó chút. À, này router đang reboot ha. Test luôn. Rồi router reboot xong rồi thì mình cũng vô lại cái mục gọi là cái mục mà gạt ma này ha. Rồi vô mình chọn cái dòng gọi là VLAN. VLAN này, VLAN này ha, chọn cái VLAN này. Rồi cái tiếp theo đó là mình hồi nãy là mình enable cái VLAN rồi đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ chọn ở đây mình sẽ đổi cái tên wifi này. À, ví dụ mình đổi thành cái tên để mình copy cái tên wifi này, có cái tên wifi này mình để lát nữa mình trả lại mặc định cho nó ha. Rồi. Đây bây giờ mình đổi cái tên wifi này ha, đổi tên wifi này, ví dụ như bây giờ mình đổi cái tên là đó, bây giờ mình ví dụ là họ đổi cái tên này đi ha. Rồi mình bỏ cái nút check này đi, à bỏ nút check này đi nha. Rồi cái thứ hai nữa là cái dòng này á thì mình sẽ chọn là VBA2 hoặc là mình có thể là chọn VBA cũng được ha. Chọn VBA2 đi ha. Rồi dưới đây là cái dòng gọi là dòng password đây. Password á thì mình sẽ gõ đại một cái password nào đó đi. Rồi ví dụ như là tôi hiện tại là tôi đây là cái password nha, còn ở đây là cái dòng wifi nha. Đó, mình bỏ cái nút check là 2SD broadcast này ha. Rồi bây giờ mình sẽ sub nó một cái ha. Rồi nó reboot lại, mỗi lần mình làm mình phải sub nó lại một cái để cho nó nhớ. Rồi hiện tại là nó nhớ rồi đây ha, cái tên wifi của mình nhắc lại là cái tên wifi của mình là tên này đó ha, tên wifi mình là tên này và cái password của mình là password này và mình sẽ chọn là cái VBI2BSK nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái điện thoại khác để mình kết nối wifi ha. Rồi ở đây mình sẽ có một cái điện thoại ha, bây giờ mình sẽ kết nối cái wifi, kết nối wifi vô cái cục wifi mà hiện tại là mà đang ấy ha. Đây bây giờ mình sẽ mở wifi này lên, rồi chuyển tới cái wifi này ha. Đây là cái tên wifi đây ha, đúng chưa? Đó cái tên wifi ở nãy mình mới đổi đây ha. Đây là cái tên wifi nha, tên wifi đây, nó nằm ở trong cái mục gọi là Getmoney Sting phần và VLAN Sting nha. Nhớ muốn đổi được cái tên wifi thì mình phải enable cái VLAN Sting này lên thì nó mới cho làm tiếp những cái dưới nha, còn không enable lên là mình thua nha, là mình không có đổi được nha. Đó. Mình làm video mình hướng dẫn cho. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối wifi đây ha. Đây đâu, nhập chờ chút ha. Đây
chọn đây này đấy, rồi bắt wifi là bắt này đúng không, đây bắt wifi là bắt này đúng không, mình mới đặt cái bắt này đây này, rồi mình sẽ nhập cái bắt này vô ha, này rồi bắt wifi là bắt này đúng không, rồi ok bây giờ mình sẽ nhấn là connect này để có thử là mình kết nối được không này. Mà lát nữa mình sẽ trả về mặc định nha, cái này mình làm ví dụ thôi, mình hướng dẫn để đổi cái tên wifi và cái bát wifi cho cái modem 4G này ha. Không nói gì nữa đây à, để mình coi coi nó bị lỗi password ha, mình nhập lại. Rồi nó connect rồi nha, connect rồi. Rồi bây giờ hiện tại mình hiện tại là cái tên wifi này đúng không, đang kết nối vô cái cục wifi này nè. Rồi connect rồi đúng không. Rồi bây giờ mình sẽ lên trên YouTube qua thử ha. Rồi bây giờ lên YouTube này. Đấy, mở YouTube lên này. Đấy thấy không. Rồi vô YouTube này. Rồi bây giờ mình mở đại một cái clip nào đi đi ha. Rồi remix việc này coi. Để mình bỏ qua cái quảng cáo này. Rồi. Rồi ok nha. Đấy. Đấy. Đây. Đây hiện tại hiện trạng là cái modem của mình là hiện tại nó đang lại đây này à à đó đây mình cho qua cái tên wifi luôn ha, đây tên wifi đây đúng chưa, rồi đây là tên wifi đây ha, vậy thôi. Rồi vậy là mình đổi xong xong wifi, xong cái tên wifi mình đổi xong là cái tên wifi. Nãy là cái tên mặc định của nó là cái tên này ha. À, tên mặc định của nó là tên này đúng không? À, bát mặc định của nó là bát này. Đúng không? Bát này là bát wifi này. À, sau khi mình đổi nó là thành cái này, đúng không? Đổi thành cái này. Và cái bát của nó là cái này ha. Nhớ chọn đúng những cái thông số này nha, mình phải enable cái VLAN này lên mình mới làm được nha. Đấy rồi xong, kết thúc video ở đây. À, mấy bạn chỉ cần thao tác như vậy là được rồi. À, bây giờ mình sẽ trả về mặc định là cái tên wifi và cái bát wifi giống như lúc đầu nha, tên wifi là này không và bát wifi là gì ha. À, về mấy bạn rồi cứ trả mặc định thì cái tên wifi và cái bát wifi của cái cục này á thì nó sẽ nằm ở sau cái cục này nè, mặc định của nó là cái tên này và cái bát của nó là cái dòng thứ hai đây, cái dòng đầu tiên là tên wifi, dòng thứ hai là bát ha, còn ở dưới là series mình không quan tâm ha. Rồi xong ha. Rồi xong nha. Rồi, mình sẽ trả mặc định là này, bây giờ mình sẽ trả mặc định lại cái tên wifi, copy này, bây giờ mình sẽ để luôn ở chế độ là cho nó phát wifi luôn ha, tại vì mặc định của nó là nó không có enable cái chế độ phát wifi. Đây này, tên wifi copy ha. Copy mình trả lại này ha. Bát vô đây. Rồi bát wifi của nó là bát này đi ha. Bát wifi của nó là ba cái bát này. Copy. Đây một tay quay một tay làm nó hơi lãi ha. Nó hơi là mệt.
Bát này. Bây giờ mình sẽ để sẵn cái thông số này là VPI 2 luôn nha. Mình enable sẵn cái wifi. Giờ mấy bạn về là chỉ cần là mình đổi hai cái thông số này thôi. À, này là cái tên wifi này, SSID này, tên wifi này ha. Rồi mấy bạn đổi muốn đặt cái tên gì đó đặt. Cái thứ hai nữa là cái này á là cái password, password của wifi, muốn đặt cái số gì đó đặt. Rồi xong ha. Bây giờ mình sẽ shop, mình làm xong mình phải shop lại thì cái router nó báo là reboot lại thì mình mới thành công đó, đúng không? Giờ wifi modem a reboot ha. Nãy là mình ví mình thị phạm thôi ha, mình ví dụ thôi. Bây giờ mình sẽ trả mặc định lại nó ha. Mấy bạn về chỉ cắm sim vô là xài thôi. Rồi xong ha. Đấy, đổi wifi thì nó chỉ có cái vô trong cái phần này là được. Rồi ok.